Rồi bây giờ tụi mình lấy cái thiết bị để rang. Đây, đây là cái lồng cầu, cái trái cầu không? Cầu chà bá lửa luôn á. Gà chua bự chà bá luôn. Rồi chuẩn bị dầm nắng để mà rang cà phê. Rồi ơi, đây là thiết bị để mà rang cà phê. Mình đã không? Chưa uống rồi đã phê rồi. Rồi bây giờ thì mình đóng mấy cái cây này xuống để làm cái chân chân rang. Được quá. Sau nữa là rồi. Đây cây nữa. Lát đốt đóng lửa ở giữa. Lên cục đá chà bá lửa. Nguy hiểm này. Á được. Có chị dưới cục đá nè. Bây giờ tụi mình đóng rất là nguy hiểm. Không biết mình có tin đồng đội mình không chứ. Mình thấy là mình đang rung. Còn xíu nữa mới xong. Đây, đốt lửa đây. À đâu. Vậy luôn. Đem mấy hàng ra hàng luôn. Quy. Rồi. Chơi hàng luôn, hàng thành cái khung để rang luôn. Đáng lẽ là không biết nói sao nữa. Nói chung là hàng luôn. Chặn ba vô đi, đưa cái cây lên trên đó để quay. Sau khi hàng xong thì tụi mình được một cái lồng quay như vậy. Quay số số à. Số số. Rồi đặt cái nắp này ra. Bỏ cà phê vô. Siêu điếc tai. Nắp lên lửa. Và lửa đã nổi lên. Có cái nắp ở trên để bỏ đồ vô, bỏ cà phê vô. Dân đi rừng đốt lửa vậy là fail quá rồi. Cháy không vô dưới đâu. Này cho nó nóng đều một chút rồi mới bỏ cà phê vô rang. Rồi bây giờ chúng tôi bỏ cà phê vào để rang. Đúng rồi á. Rồi quay xuống cái ăn chứ. Rồi tuyệt vời. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ ngồi quay tay 4 tiếng đồng hồ. Lộn, 45 phút. Các bạn nào muốn quay tay với mình không? Kìa chưa. Đã. Số số mọi người ơi, số. Đây là cái lỗ để mà nhìn biết cà phê sắp chín chưa. Nhưng mà khói trắng nó xịt ra. Nghĩa là lúc đó cà phê nó ra dầu rồi, bắt đầu là dầu nó bốc hơi á, chứ nó cái bay khói trắng ra cái lỗ này đó, này nó có đó, nó khói trắng rồi này hay à. Rất là thơm luôn, khói thơm luôn. Thì thử bà là ở đó toàn mùi củi dư. Rồi khói trắng thơm á.
Rồi, chúng tôi đang cũng được 2/3 chặng đường rồi, còn một khoảng thời gian dài để quay tay nữa thôi mọi người. Cố gắng quay tay, vận may sẽ đến. Nãy giờ quay mòn tay luôn. Rồi, ngày nào cũng quay gì chắc tay chân lên cơ. À, chuẩn bị lấy ra thử nữa. Đã chưa? Rồi, anh ấy kiểm tra bên tay này, nó nóng. Rồi, anh ấy đang bung ra để kiểm tra. Thơm không? Lửa nhỏ, cái cho lửa nhỏ. Rồi lên lửa nào. Rồi khói bay ra, cái khói bay trong cái lỗ ra là khá là đều à, thơm. Rồi rất là thơm. À, thơm. À, khói nó xịt ra trong clip thì nhìn chắc nó không có rõ lắm đâu. Tại nó dính với cái khói ấy nữa. Mình mới đập ra mình coi thử rồi. Và rất là thơm luôn. Đấy, đấy, đây, đây, nó bay ngược qua bên đây cái thấy rõ nè, đó. Thơm lắm. Thơm quá trời luôn. Wow, ngào ngạt. Đấy, xịt 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 rồi. Thơm. Chà chà chà. Tuyệt vời. 45 minutes later. À, khói nó phun ra rất là mạnh. Đấy, kìa chờ hiu, xây xây luôn. Hiu, yeah. Thơm, chắc là được rồi. Cầm cái đầu nữa. Rồi. Chắc là được rồi á. Wow, nó nổ. Nổ rất rất rất. Thơm. Đổ ra. Nên tí nữa. Chân hột ạ. Ờ, nóng. À, nó nổ à. Hột đá. Rồi, thêm một xíu nữa là xong. À, sau khi xong xuôi thì tụi mình bắt đầu đập và đổ ra. Ú, thơm phức. Rồi, tôi chờ xí. Rồi, cầm vô đây. Wow. Ôi trời ơi, lắc qua trái qua phải là nó xuống đây. Rồi, lăn. Nó còn nổ. À, nó còn nổ, nó nổ, nổ bập bập bập. À. Này là vừa tới thôi. Vừa tới rồi. Em không muốn đậm, em muốn cỡ này thôi. Tại tự đem về tự xay tại chỗ luôn á. Thêm xíu nữa không phải vậy được không? Không vậy được à. Anh uống nhạt không đắng lắm. Nếu mà đắng thì về nhà pha thêm miếng rô vô nữa. Tới. Ừ. Không mà nếu mà muốn bơ bỏ gì hết hả? Dạ không, em đang không. Em muốn không nè. Nếu mà muốn đắng á, thì em bỏ thêm siro thôi. Chứ em thích uống chua hơn. Này, ừ, nó nổ đã quá. Nghe nổ. Nổ. Bập 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 bập. Ghê hả? Rắc hả? Để yên chắc lét nó lên. Ngoài chùi cái này ra thử là biết. Chưa được, nhưng chưa cháy em ơi. Thêm tí nữa. Cái này là cái ngái lắm á. Ở ngoài đâu còn nhưng trong chưa hả? Ừ, uống ngái lắm á. Không tin giả thử ra uống coi. Em nhai luôn. Ngái lắm. Thêm tí nữa. Ok. Trong chưa gì hết mà. Chưa ra dầu. Ừ, ok. Nữa. À, đây là lần đầu rang cho nên tụi mình đã fail, nghĩa là cà phê chưa tới mà tụi mình đổ ra rồi.
Bây giờ bỏ vô lại để rang tiếp. Hai thằng đua bao rảnh luôn. Mà thơm thiệt đã. Rồi ăn như đậu phộng vậy á, nhai ruột 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 luôn phê. Đã quá đã quá. Hai. Bây giờ thì tụi mình mở thiệt nè. Chắc ra rồi á. Chưa. Mở thử coi. Tụi mình đổ ra luôn. Để cho nó dơ bên đây. À, cầm lên chưa. Mình đang kẹt cầm cái đấy. Được rồi, được rồi. Đổ hết luôn. Mày chảy á nha. Mày chảy rồi. Rồi, chảy lên ly. Rồi, giờ tụi mình chảy cà phê ra liền. Không có cháy, tại vì cái bột cà phê á nó cháy đen, cái nó bám lên hạt cà phê này, chùi ra thì nó vẫn nè chà ra nè, ha, màu nâu nâu đó. Nhìn nó hơi đen hơn so với bình thường, nhưng mà thật ra thì là do cái bụi nó bám vô nè, cái hạt mình chà ra rồi đây này, sờ sánh nè. Đấy. Rồi mình chùi ra thì nó như nhau. Đó. Đấy, chùi ra thì màu nó như nhau lại. Nha. Giờ nó đen nè, đây ha, mình chùi. Chùi sạch đó. Đó, nó nâu ha. Nâu chứ nó không đen rồi. À, cỡ này là uống phê rồi bà con ạ. Wow, nó nổ. Còn nổ thơm quá. Rồi. Lát nữa tụi mình sàng sảy thì nó sẽ đẹp màu cà phê lại. Còn bên đây là một rác nè. Nó chưa có đen, nó chưa có đen lắm. Nhìn hai màu khác nhau rõ ràng không? Hai màu khác nhau à. Này mình sẽ đem về mình làm riêng để mình uống cái vị riêng, cái vị nó khác chút. Cái này cái vị nó khác chút. Tránh mấy cái khe ra đỉnh đó. Đã đều. Giờ là ăn như bắp rang vậy mọi người. Ăn nhai rụt rụt như bắp rang vậy á. Để mình hãy thử một viên nè. Ăn thử. Ăn thiệt chứ không ăn giỡn. Đã quá, đã quá. Ngon. Ngon. Nó thơm. Mà ăn lại cái hộp bên đây nữa. Cái hộp bên đây thì nó chưa có tới á, nên là chắc nó không có thơm ăn. Được 2 kg. Cái này hơn 2 kg chứ. À mà đổ ra đây hết mớ rồi, vậy là trong đây được 2 kg nè. Đấy, mình sẽ đem về. Đem về chiêu. Rồi. Ai có nhu cầu cà phê organic thì liên lạc với mình nha. Có đủ loại luôn. Mocha, Ro, Katima. Tụi mình tự rang tự xay luôn chứ không có qua công đoạn gì ở bên ngoài hết. Cùng lắm là ví dụ như giả lúc mà giả để lấy hạt á thì tụi mình đem ra máy cho nó giả cho nhanh thôi. Thì giả hạt thôi. Giả từ cái vỏ lụa, vỏ ấy, vỏ ở bên ngoài của nó để ra cái hạt cà phê phía trong á. Nhiều quá ngồi giả tay gì nói, nhiêu đây giả tay là giả mất cả ngày rồi. Rồi ok. Đây là quá trình bỏ cà phê vào bị. Này là loại một rắc
chưa có gì hết à. Hốt trà nữa đi à. Nó cái loại này nó chưa bung dầu ra luôn nè, cái này nó còn hơi nóng nóng rồi, bỏ vô luôn đã quá. Yeah, này chắc 250, được mấy lạng à, 2-3 lạng không? Cân được 2 lạng. Chưa tới 2 lạng nữa. Vậy là trong đây tới 2,1 kg. Trong đây 2,1 kg luôn. Nghĩ hốt lại mớ hay là để xài luôn? Có xài đi. Ok, tầm ra thôi. Ủa mà hết rảo. À hết rảo, ý là để lại sống để em ráng à, vậy mi đi tự há đi. Từ mình sàng sơ ra cho nó bay hết bụi bẩn ra rồi mới ấy, giờ mới bỏ vô bị cho nó ngủ chứ không bỏ vô chờ cái tay mình coi. Đã nha. Trời ơi, cái này xay ra trời nó thơm. Đá. Phê chứ. Đúng à, cà phê thiệt. Nãy giờ cà muốn chết luôn. Quay tay cũng phê luôn. Sao mà cà phê. Một số hạt nó chưa rớt vỏ áo nữa nè. Chà chà. Tuyệt vời nữa. Mày ra không rồi, mấy hạt này là nó chưa chín, nó bị bao lớp vỏ bên ngoài nó chưa chín, nó màu nó nâu. Ăn thử. Mùi vị khác liền luôn á. Đúng rồi, thử rồi mới biết là mùi nó khác. Thôi kệ, trong nó có vị khác thì mình muốn vị khác nữa. Sau một hồi phân bị thì cũng được một đống rồi, tay mình là trời ơi ghê chưa, nên mấy cái bị nó cũng dơ theo nè. Thôi kệ bà nó, biết sao. Đây là cà phê tươi chưa có rang à, đây là cũng mocha thùng nha. Rồi còn đây là ủa được nhiêu rồi, trời ơi cũng được 400g luôn à, vừa đủ luôn ha. Đây là hai nó vừa trộn, nó lộn mocha với catimo lại với nhau luôn rồi. Tại nãy mình giả mà mình quên bỏ chung giả, mình không biết, tại hai bao nó hơi giống nhau á, rồi hai cái riêng á, nhưng mà cuối cùng là giả lộn vô. Rồi cái này chắc mình uống không bán nữa. Cái này là mocha thuần luôn. Rồi bên kia là đang phân thêm một bị catimo nữa, bị catimo nửa ký nữa. Thấy bị catimon nước ký gì mình xài. Rồi đây là mình được khoảng 2-4, trong đây như có một bị đâu ạ, một rác đây có một bị này, mình rang mới có một rác thôi, nghĩa là nó chưa có chín lắm, nó chưa có đắng lắm. Này thì nó mới chua chua, với lại nó sẽ có hơi bị hơi ngái, cà phê nó còn sống, nó chưa có chín. À, không phải là chín cây mà là cái là rang chưa có tới á. Cái này thì mình cũng để mình thử vị thôi. Đây là những cái bị mà mình phân 200g là rang tới rồi, rang đủ rồi. Mình không bỏ vào bị gì hết nha, mình rang không thôi. Đây còn lại một mớ. Đấy, chưa có rang. Giờ đóng bị đi về. Còn đây là đây là hạt một. À, đủ chưa? À, đây là hạt catimo. À, hạt nó khác so với hạt mocha này đấy. Không biết đỡ gì sao nha. À, nhìn chung là nó đỡ gì chắc không thấy đâu. Nhìn chung là nó sẽ đen hơn một chút. À, cái đường nứt của nó sẽ khác. À, cái màu của thằng mocha nó sẽ trong trong hơn, còn thằng
cà timo thì nó hơi nó không trong bằng mocha đen hơn. Nó ý là cái màu trong suốt, cái độ trong á, độ trong thì mocha nó trong trong hơn nè. Thì thêm nữa là cái để coi cái đường nứt của nó thì thằng mocha nó mình không biết diễn tả sao, mình nhìn vô thì mình biết á, nhưng mà mình diễn tả không khó quá. Này chắc để mình học thêm để mình diễn tả cho nó dễ hiểu hơn. Thôi tạm thời là giờ mình mình về xong rồi, thử mocha xăng xong rồi. Đây là cái bình mocha để chế cà phê mocha nè. Còn đây là cái bình trà để chơi trà đạo chung với mocha ha. Trà V60 V60 cũng được. V60 thì pha rô với lại Katimo thôi. Mocha thì trộn Katimo với rô pha cái đó là được. Rồi, nói chung thì ok, tạm thời như vậy. Ổn. Ừ, cái này mà để túi lọc phía trong đây làm đè cũng được nè, cà phê luộc cũng được. Rồi. Bye bye mọi người. Hồi nãy là bye bye giả đò, tôi giờ bye bye thiệt nè. Bye bye nha mọi người, nhớ like, share và subscribe kênh của mình. À, dính mẹ cái mặt. Thằng quỷ.